karaoke gia đình, nhưng mà cô thấy là tác phong á của công ty là làm việc rất là chuyên nghiệp nha. Và cô rất là hài lòng về chất lượng âm thanh cũng như là cái setup. Hello, chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người đã quay lại với channel. Thì hôm nay thì mình cùng tiếp tục đi lắp đặt một bộ âm thanh, đó là dòng Wattrebel Aromix 10. Thì giống như các bộ dàn trước, mình đã có đi lắp và cũng đã quay video cho mọi người xem rồi. Thì chung là cùng cuối năm rồi, cho nên là anh em cùng chạy tất bật để lắp đặt cho khách hàng. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đưa vào hàng vào mình lắp đặt xong là mình sẽ quay một đoạn để cho mọi người chúng ta cùng trải nghiệm về cái chất âm của cái dòng sản phẩm như thế này. Rồi ok mọi người, thì mình cũng đã vô được cái căn phòng của khách để lắp đặt rồi. Như căn phòng này thì mình sẽ dự kiến là mình sẽ treo lên. Nó biết là treo sẽ rất là khó bởi vì là bây giờ là phần nội thất khách hàng đã đi xong xuôi hết cả rồi, rồi cũng có thạch cao này kia đó rồi. Cho nên là có lẽ anh em treo sẽ vất vả hơn một chút. Mà không sao, cũng sẽ cố gắng treo để cho nó đẹp cái view căn phòng. Vì thực chất thì khách đã bỏ ra hàng chục tỷ để xây dựng căn nhà và có những căn phòng đẹp. Và bây giờ thì những cái loa vì một bộ loa mình đặt lung tung á thì nó sẽ rất là xấu cho cái căn phòng. Với lại mọi người làm khi mọi người xác định là để lắp âm thanh, mọi người chú ý này, thì có những khách cố tình làm những cái thanh la như thế này, nó để cho nó tiêu âm, nó sẽ giảm bớt đi cái độ ồn tiếng vang. Đó, cho nên nó sẽ cho ra âm thanh tốt hơn, hay hơn. Đây, rồi phía mặt sau cũng vậy. Đó, có những thanh la gỗ như vậy. Đó, nó sẽ tán âm rất là tốt. Cho nên là khi mình mới bước chân vào, mình test thì cái độ vang nó chỉ còn đang còn rất là ít. Nói chung là khá là ok. Rồi trên trần cũng có những cái vách như thế này. Đó, đó ok mọi người, thì nãy giờ anh em cũng đã treo loa lên và DJ xong chưa hết cả rồi. Thì bây giờ chỉ đến việc mình setup nữa là ok thôi. Thì như mọi người cũng thấy này, loa mình sẽ treo ở hai bên góc như thế này. Một khi đã làm xong xuôi rồi á, thì anh em DJ với lại treo loa sẽ rất là khó. Nhưng mà quan trọng là vấn đề là âm thanh với lại cái view căn phòng làm sao cho nó đẹp và nó thẩm mỹ nữa. Chứ không thể là vì một cái cặp loa mà làm cho xấu đi căn phòng của nhà khách. Thì hiện tại thì nhà khách cũng chưa có sẵn cái kệ TV, cái kệ để bỏ máy, cho nên là mình sẽ bỏ tạm như vậy. Rồi vài hôm nữa thì khách sẽ mua một cái kệ rồi sẽ cho máy vào. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ set up, rồi lát nữa mình sẽ mời mọi người cùng trải nghiệm thử cái chất âm. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã set up xong rồi. Bây giờ mình sẽ để khách hàng ca thử và cảm nhận thử cái chất âm. Hãy subscribe.
Ok mọi người, thì nãy giờ là khách hàng là test thử rồi, thì bây giờ thì mình sẽ xin một số ý kiến và đánh giá, xin một số đánh giá của khách hàng để xem là khách hàng cảm nhận như thế nào khi khách hàng đã test thử. Xin cô cho con xin một số đánh giá của cô được không ạ? Chào em, thì là cô rất vui là hôm nay là được bên em thì qua để mà lắp cái đàn dàn cô karaoke cho nhà gia đình. Tuy nhiên thì nói là karaoke gia đình nhưng mà cô thấy là tác phong á của công ty là làm việc rất là chuyên nghiệp nha. Và cô rất là hài lòng về chất lượng âm thanh cũng như là cái set up á, làm cho cái gian phòng của mình á, nó trở nên nó gọn gàng nhưng mà âm thanh nó vẫn sống động. Và cái âm thanh mà từ nãy giờ mà cô thử thì cô rất là hài lòng, rất là tuyệt vời. Thì một lần nữa thì con tham gia cái thương vụ và cảm ơn sự tin tưởng của cô chú và cảm ơn cô chú đã có những lời đánh giá chân thành. Rồi, chào mọi người.